Cô đó và con mình đã đi công viên rồi. Cảm ơn cô nha. Kêu về của tôi tới kiếm tôi. Tối nay tôi phải đưa cô trở về trển. Hy vọng là cô đừng có phản đối tôi. Cô đừng lo, anh bạn của tôi đã xem xét, anh nói rất an toàn. Làm gì đây? Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi mà. Anh với vợ của anh vừa làm cái gì đó? Làm gì? Anh với vợ của anh đã làm cái gì? Thì làm gì đó. Làm cái gì? Thì làm gì đó. Thế nào? Anh không phải nói đã ly dị sao? Việc này cô không hiểu đâu. Tôi thì là không hiểu bọn ông như tụi anh, đặc biệt như là con gấu anh đây nè. Đi thì đi, không có đâu có gì vui. Nhưng mà tôi còn chưa có đi xem cine. Xem gì? Chưa đi coi hát. Tôi đi coi hát xong rồi mới chịu về. Muốn coi tuần gì? Tôi tôi đang nghĩ nhà Chánh này rất là giống anh đó. Thiệt, tha thì là giống anh đó. Thật ra Hãy